Kính chào bà con. Hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023. Lời nói đầu tiên chạy cùng với hai ngôn, xin kính chúc bà con một ngày mới đầu tuần được nhiều hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng với tất cả bà con nông dân một cái đoạn video ngắn ngắn. Cái đoạn video mang tính chất tham khảo để cho vui. Mình hôm nay mình đi giao cho một ông anh ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, 1 tấn phân hữu cơ trùng quế để cho anh này trồng cái cây sầu riêng. Thì bà con thấy, bà con nào có xem cái kênh YouTube Dạ Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long trong suốt cái thời gian qua thì cũng biết rồi ha. Thì cái phân trùng quế là trước khi tôi đưa đến tay người tiêu dùng thì tôi phải giảm ẩm như thế này, các bạn thấy nè, tôi phải vô bao và tôi để như thế này, thì từ 5 cho tới 7 ngày thì cái mật độ, cái nhiệt độ, độ ẩm ở trong cái bao của phân hữu cơ trùng quế nó sẽ giảm ẩm xuống, nó còn khoảng 40-45% ẩm, thì bà con sử dụng nó sẽ được tốt nhất. Thì bà con thấy đây, tôi đã đưa lên xe như thế này rồi nè nha. Thì bà con thấy cái chỗ nè, tôi chia sẻ cho bà con thấy ở dưới cái nền gạch nè, bà con thấy nó không có ướt nè, bà con thấy nè ha, nó chỉ hơi ẩm ẩm thôi. Nếu mà trong cái phân hữu cơ trùng quế mà nếu mà cái lượng ướt nó còn nhiều thì tôi để như thế này, thì bà con thấy cái nền gạch chắc nước dèm nhẹp hết trơn rồi, chứ không phải như thế này ha. Thì hôm nay tôi chia sẻ cận cảnh cái tôi giảm ẩm như thế nào để bà con mình sử dụng yên tâm. Thì tôi rất cảm ơn tất cả bà con xa gần đã ủng hộ cái sản phẩm của trại chuồng quế Hai Ngôn. Suốt cái quá trình qua thì bà con đã tín nhiệm những sản phẩm của tôi, ví dụ như là cái phân hữu cơ trùng quế, sinh phối trùng quế giống, thì tôi rất cảm ơn tất cả bà con nha. Thì bà con thấy là những cái cảnh này nó quen quá với bà con rồi. Bà con thấy nè, chiếc xe này nó cũng đã đồng hành với tôi từ năm 2016 tới giờ. Thì bà con sẽ thấy nè, cái này cũng là quốc lộ 54 thôi. Cái hướng này thì về cầu Dàm Cống nè, nếu bà con thấy nè, về cầu Dàm Cống. Tôi quay qua nay thì cái hướng này nó sẽ về huyện Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long, và nó đi thẳng luôn thì nó về tỉnh Trà Vinh ha. Bà con thấy những cái cảnh này nó quá quen ha bà con. Thì tại sao tôi phải đem cái phân hữu cơ trùng quế tôi ra chỗ này, không để trong cái trại của tôi ở chỗ cầu Kiến Hoàng, đường tỉnh 938, là lý do ra chỗ này thì tôi nhờ của một đứa em tôi để đây, thì để tôi tiện vận chuyển khi giao cho tất cả bà con nông dân ha. Bà con thấy thì trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi xin kính chúc bà con một ngày làm việc đầu tuần được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công mãi mãi. Và tôi xin hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào bà con.